về huyền tích của lễ hội đập trống. Chúng tôi tìm về nhà già làng Đinh Sơn ở bản Cà Rồng 1, xã Thường Trạch. Tuy đã ngoài 70, nhưng già làng Đinh Sơn vẫn minh mẫn và khỏe mạnh. Già làng Đinh Sơn chậm rãi kể cho chúng tôi nghe về truyền thuyết lễ hội. Cái vợ của ông Cùng Phan, tên mà ông đầu tiên ở đây là ông Cùng Phan, là bà này là có bánh nấm, bánh có vậy, bánh nấm, bánh mùa già đó, bánh nấm gì. Rồi là bà ở đâu, là ông Cùng Phan là không biết lấy ai, chỉ một mình bà đó là người đàn bà, là phải lấy cho ông thầy tốt, là phải lấy. Đầu tiên nguồn gọt hẳn này, bà đầu là cái kiểu đầu lê liệt lâu đây, cũng khoảng thời gian cũng hơn 2-3 tháng bà đâu. Đầu rồi là không biết mà rằng tình cũng không có bệnh viện ở một cái thời đó. Ở Việt Nam mình cũng có chứ, nước mô cũng có chứ. Rồi là cũng như cây cối thuộc thề gì trong rừng bài bà nhộ tới bay tới bà lửa nó trung rồi thôi. Còn ngoài ra là bắt đầu ông chồng là ngủ bữa đêm nằm mơ. Ngủ bữa đêm này, giống như nằm mơ. Nằm mơ này là chưa là gia đình của ông mà cho bà lên đâu á, là phải làm lễ hội đập trống, làm tổ chức cái loài đó là bà lên. Cũng theo già làng Đinh Sơn, nơi đây thổi xưa là núi rừng heo hút. Người Ma-con sống rải rác dọc dãy Trường Sơn phải chống chọi với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và thú dữ. Bởi vậy tiếng trống, tiếng chiêng xua đi sự sợ hãi, đồng thời là lời động viên kêu gọi người Ma-con đoàn kết, cưu mang, dựa vào nhau để cùng sống, cùng tồn tại. Cũng từ đó đến nay, lễ hội đập trống đã trở thành biểu tượng và linh hồn của người Ma-con. Ngay từ chiều 16 tháng Giêng âm lịch, bà con 18 bản trong vùng đã nô nức kéo về bản Cà Rồng 1, nơi diễn ra lễ hội đập trống. Một số người ở những bản xa như Côn Roàng, Aki, Cờ Đỏ, bản 61 phải đi bộ men theo những con suối đến hơn nửa ngày đường mới tới nơi. Đồng bào Ma-con từ nước bạn Lào cũng phải đi từ sáng sớm, thậm chí có người đã phải đi từ hôm trước để kịp về tham dự lễ hội. Những nam thanh nữ tú quần áo đẹp, khuôn mặt ai ai cũng hiện rõ sự mong đợi, hào hức, bởi đây là dịp để họ làm quen, họ hẹn, tìm bản tình và biết đâu có thể nên duyên chồng vợ. Đặc biệt hơn cả là những thiếu nữ, họ trang điểm đầm, sùng xình vải hoa với đủ màu sắc. Chúng tôi không khỏi băn khoăn, bởi nơi núi rừng heo hụt này thì làm gì có mỹ phẩm mà sao cả cô gái đến với lễ hội này, ai ai cũng môi đỏ mà hồng và tỏa ra một mùi hương thơm dịu. Hỏi ra chúng tôi mới biết, tất thảy đều được lấy từ lá rừng tự nhiên, phấn màu của cây rẻ và hoa thơm mọc ở lèn đá bên những khe suối. Ngắm nhìn những cô gái miền sơn cước, họ đẹp, không phải cái đẹp sang trọng có phần trau chuốt của con gái miền xuôi, mà là nét đẹp hồn hậu, trong sáng, tự nhiên như những đóa hoa rừng giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ. Cô gái Y Ưởng năm nay vừa tròn 18 tuổi. Chúng tôi để ý đến Y Ưởng bởi cô có nét xuyên đầy cuốn hút của thiếu nữ miền núi. Y Ưởng cho biết, để kịp về với lễ hội, cô và những người bạn của mình đã phải đi từ sáng sớm. Không phải lần đầu đến với lễ hội này, nhưng cô gái sơn cước đến từ bản Khe Rung vẫn không giấu được sự ngại ngùng khi trò chuyện với chúng tôi. Bạn của bạn đi lấy cả sáng không? Khoảng mất bao nhiêu thời gian để đi? Mất khoảng 2 tiếng. 2 tiếng đồng hồ. Về bạn đi tỉnh lấy về ai? Đi với mấy bạn á. Các bạn nữa. Dạ. Thì sao mà bạn lại đến với cái lễ hội này, nghe tức là nghe người khác nói hay là thế nào? Nghe mấy bạn kể xong là muốn đi thử. Mục đích lớn nhất bạn đến với cái lễ hội đập trống này là gì ạ? Mục đích để gặp mấy bạn. Gặp bạn đi. Có muốn tìm kiếm một người bạn trai nhân cái lễ hội này không? Có. Cảm ơn rất nhiều.
Không chỉ riêng Y Ưởng mà hầu như tất cả những cô gái trẻ đến với lễ hội đập trống đều có chung một cảm xúc, một mong muốn, đó là tìm cho mình một bản tình lý tưởng trong đêm tình đặc biệt của lễ hội thiêng. Và dù có nên duyên, có đến được với nhau hay không, thì đêm nay cũng là một đêm khó quên, một kỷ niệm đặc biệt đối với họ. Đúng 6 giờ 30, khi trăng nhú lên trên răng núi sau lưng bản, nghi thức lễ của lễ hội đập trống chính thức bắt đầu. Chiếc trống lễ được treo cất trang trọng giữa khoảng sân rộng. Trên hương án đã bày sẵn 8 mâm cỗ nhỏ, mỗi mâm có 2 con gà để nguyên ngũ tạng và một nón xôi thể hiện mong ước của bà con dân bản về một mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no sung túc. Đọt măng rừng, đọt mây, đọt cây đoác thể hiện sự kính trọng của dân bản đối với núi rừng linh thiêng. Mỗi mâm còn có 4 con cá lấy từ suối Aki để cúng tế cho những vị thần mà người Ma-con tôn thờ kính trọng. Trước mâm cỗ bày những hũ rượu hiêng, loài rượu được ủ bằng men lá rừng và nếp đã được cất từ mấy tháng trước. Già làng Đinh Son là chủ lễ sùng sính trong trang phục truyền thống của người Ma-con. Chiếc váy nhiều màu sắc nhưng chủ đạo vẫn là màu xanh, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt như cây rừng luôn đứng thẳng, không bị khuất phục bởi sự hà khắc của thiên nhiên. Già làng Đinh Son bắt đầu đột những que sạp ong cháy, hắt ra thứ ánh sáng lung linh huyền ảo, dòng già làng trầm ổng vang vọng. Giàng ơi, hôm nay dân làng vào hội đập trống, mời giàng núi, giàng cây, giàng nước, giàng đất về dự vui sướng của dân bản, thưởng thức lễ của dân bản, cùng với dân bản ăn thịt, ăn cá, uống rượu, cùng nhảy múa với dân bản, cầu giàng phù hộ cho dân bản, phù hộ cho mọi người may mắn, không ốm đau bệnh tật, cầu phù hộ cho bà con lúa đầy bồ, ngô để sang, cảnh rủi ro, cảnh giặc ngoài xâm. Cầu cho trai gái bén duyên nhau, sinh sôi như cây trên rừng, dẻo dai như dòng suối. Mời giang về, mời về, mời về. Sau vài lượt khấn, chủ lễ, già làng Đinh Son đến bên bình rượu hiêng, uống hơi rượu đầu tiên. Tiếp đến là những người già và chức sắc trong làng. Sau đó mời lần lượt đến khách và người dân trong bản. Sau tiếng trống mở đầu của già làng, không kể con gái hay con trai, người già hay trẻ nhỏ, người kinh hay người thường, ai nấy tay cầm dùi đánh vào hai mặt trống và cùng hô vang: Ra lữ giàng ơi, ra lữ giàng ơi, có nghĩa là vui quá, sướng quá trời ơi. Với một tiết tấu rộn ràng được lặp đi lặp lại, hòa trộn với tiếng thanh la, tiếng chiêng. Tiếng trống của hàng trăm con người như xé toạc cả màn đêm hun hút giữa chốn đài ngàn Trường Sơn hùng vĩ, thu hút chúng tôi và cả du khách thập phương khi đến với lễ hội. Tôi cảm thấy tất cả đều tuyệt vời. Tất cả đều mới lạ với tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đến với lễ hội này. Tham gia lễ hội xong tôi sẽ về xuôi ngay trong đêm nay. Thì tôi cho đây là một cái lễ hội cũng rất hay, rất là độc đáo. Cái thứ nhất. Cái thứ hai tức là về mặt khoa học thì như anh thấy cái trống và cái dùi là thể hiện cái âm dương. Cái âm dương, cái trống mà bị đánh thủng ấy, thì cái âm dương nó mới hài hòa. Thế nhưng mà ngay nên thì các cụ vẫn nói rằng là cái trống mà không thủng thì vẫn tốt, thủng thì vẫn tốt. Nhưng tôi cho rằng chắc là cái trống họ đánh cả đêm này thì có thể thủng, thủng thì mang lại cái nguồn phúc cho mọi người. Với một cái năm mới bắt đầu và cái câu chuyện của một cái phong tục, một cái tập quán, đây là một cái nét đẹp của truyền thống của cái người dân tộc Ma-con, thì tôi nghĩ rằng là cần phải phát huy và giữ gìn cái bản sắc này để nói lên cái câu chuyện, cái đời sống, cái tâm tư tình cảm của nam nữ hay là của bản làng đối với cái câu chuyện, cái sự giao hòa cuộc sống trong một cái năm mới của thiên nhiên, của con người hay là của một cái môi trường xung quanh.
Trong khi tiếng trống rộn vang lên, thì cũng là lúc con trai, con gái kiếm tình nhau làm quen, thì thầm trò chuyện, tặng quà, uống rượu hiêng, thay nhau đập trống. Khi rượu đã ngấm vào người ngà ngà say, những câu chuyện giao duyên đã mặn mòi, ánh mắt đưa tình đã ướt nóng, nam thanh nữ tú lại càng rào rực, bốc lửa thi nhau, ùa vào đập trống. Người ta đập dồn dập, mãnh liệt, thúc liên hồi vào mặt trống, tất cả chỉ chờ đợi để giây phút mặt trống vỡ, bởi người mơ không quan niệm rằng, lúc nào trống vỡ mới là lúc giang cho yêu. Năm nào trống không vỡ, xem như năm đó là một năm không may mắn của tuổi dân bản. Những thanh niên khỏe nhất, có cánh tay rắn chắc nhất tiếp tục lao vào, cầm dùi mây đập không ngừng nghỉ vào mặt trống. Tiếng trống nghe rồi như tiếng thở, mặt trống rung lên bần bật, cả ngàn con mắt đổ dồn về phía mặt trống. Hơn 11 giờ đêm, trăng đã lên đến đỉnh đầu. Trống vỡ, cả rừng người đang rừng rực nhảy múa, hạt hò bỗng dừng lại. Thế rồi từng đôi nắm tay nhau, níu áo nhau như đã quen nhau từ lâu. Hò dắt nhau đi xuyên qua bóng tối, đến những gốc cây, hốc đá bên con suối Aki để tình tự. Những lời yêu thương tâm tình dành cho nhau, những câu chuyện dài như dòng suối, có lẽ chỉ có họ biết với nhau mà thôi. Rời bản Ca Ròn, chia tay đồng bào Ma Con khi màn sương còn sang trải trên những triền núi rừng. Dư âm tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hò reo rộn ràng của lễ hội đập trống cứ vương vấn mãi trong chúng tôi. Mà có lẽ ấn tượng hơn cả là đêm tình đặc biệt của người Ma Con. Nếu như Hà Giang có chợ tình Khâu Vai, Lào Cai có chợ tình Sapa, thì đêm hội đập trống của người Ma Con cũng giống như vậy, là đêm của tình yêu đôi lứa, của nồng nàn đam mê. Người ta có thể sống hết mình, cháy hết mình vì tình yêu. Để rồi khi trời vừa sáng, họ lại dùng răng bình rịnh, lưu luyến không muốn rời xa nhau, nhìn nhau như một lời hẹn ước vào mùa hồi năm sau. Bỗng nhớ lại tiếng già làng đinh son trầm ấm vang vọng. Xin rằng làm cho mặt trời lên trong ngày, mặt trăng mọc trong đêm, để anh được yêu em, được ở bên em. Bye-bye.